Thưa toàn thể quý vị đại biểu, năm vừa qua công ty chúng ta ống hít bụi huyệt cây búa với hoạt chất bạc hà, tinh dầu khuynh diệp và long não giúp giảm các chứng ngạt mũi, sổ mũi do cảm cúm gây ra, nhanh chóng giúp thông mũi và dễ thở. Công ty chúng ta đã vượt 30% kế hoạch doanh thu đề ra. Ống hít mũi hiệu cây búa thông mũi nhanh giúp dễ thở. Không dùng ống hít mũi hiệu cây búa cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.